Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một đề tài rất thú vị, đó là top những tài nguyên quý hiếm đắt đỏ nhất hành tinh. Đặc biệt hơn, khi nguồn tài nguyên này tập trung ở Nam Phi, một trong những quốc gia kỳ lạ nhất trên thế giới. Nam Phi, cầu nối châu Phi với thế giới. Nam Phi tên chính thức là Cộng hòa Nam Phi, là một quốc gia nằm ở mũi phía nam lục địa châu Phi. Nam Phi là một quốc gia thuộc châu Phi có vị trí vô cùng đặc biệt. Nơi đây là điểm dừng chân của tất cả các nước khi đến với châu Phi. Chính vì vậy, đây được xem là một chiếc cầu nối của châu Phi với thế giới. Theo số liệu mới nhất từ Liên Hiệp Quốc, vào tháng 7 năm 2023, dân số hiện tại của Nam Phi là 61.492.072 người, với nhiều nguồn gốc, văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Nam Phi là quốc gia đa sắc tộc, với các cộng đồng người da trắng, người Ấn Độ, người Lai lớn nhất tại châu Phi. Người da đen Nam Phi chiếm gần 80% dân số. Nam Phi là thành viên của khối thịnh vượng chung Anh. Nam Phi có một lịch sử rất đặc biệt với các quốc gia khác ở châu Phi, kết quả của quá trình nhập cư sớm từ châu Âu. Nam Phi có một số những địa điểm khảo cổ học cổ nhất tại châu Phi. Những tàn tích hóa thạch lớn cho thấy nhiều giống người vượn phương Nam đã tồn tại Nam Phi từ khoảng 3 triệu năm trước. Mỏ tài nguyên quý nhất trên thế giới. Một trong những điều ấn tượng nhất tại Nam Phi đó là quốc gia sở hữu những mỏ tài nguyên quý hiếm và đắt đỏ nhất hành tinh. Không chỉ có kim cương, vàng hay bạch kim mà quốc gia này còn lưu giữ những thứ còn quý hiếm hơn nhiều lần. Thứ kim loại quý hiếm nhất thế giới hiện có tại Nam Phi đó là rhodium. Mỏ rhodium dồi dào nhất trên thế giới nằm tại Nam Phi. Ước tính 80% sản lượng rhodium của thế giới khai thác tại quốc gia này. Sản lượng rhodium hàng năm của thế giới chỉ khoảng 30 tấn, trong khi vàng thì hàng năm đào được từ 2.500 đến 3.000 tấn. Do quý hiếm nên giá kim loại này cũng có giá cao hơn vàng nhiều lần và giá nó cũng nhảy vọt trong những năm gần đây. Rhodium có màu trắng bạc, cứng nhưng dễ kéo thành sợi. Rhodium không bị rỉ trong tất cả các dung dịch ngậm nước, thách thức cả axit. Kim loại quý này được sử dụng trong sản xuất kính, gương, đồ trang sức, tiếp điểm điện và động cơ tuabin máy bay. Palladium. Đây là kim loại được xem là quý thứ hai trên thế giới, mỏ khai thác chủ yếu tại Nga và Nam Phi. Palladium là kim loại đắt nhất trong số 4 kim loại chính, gồm vàng, bạc và bạch kim. Nó hiếm hơn bạch kim và được sử dụng với số lượng lớn hơn cho các bộ xử lý khí thải. Kim cương. Quý giá thứ 3 mới là kim cương. Cộng hòa Nam Phi khai thác lượng kim cương đứng hàng thứ 3 trên hành tinh. Viên kim cương Carnivan huyền thoại nặng 650 carat được tìm thấy tại Nam Phi vào năm 1897. Còn viên Tiffany to nhất thế giới trị giá 10 triệu đô la cũng được tìm thấy tại đất nước Nam Phi. Tiếp theo là vàng. Một kim loại không thể quên đó là vàng. Ngày nay, Cộng hòa Nam Phi khai thác gần phân nửa trong tổng số vàng được khai thác hàng năm của thế giới. Trong đó, 645 tấn được dùng làm đồ trang sức, 104 tấn trong công nghiệp điện tử, 107 tấn trong các ngành kỹ nghệ khác, 210 tấn làm tiền xu và các tặng phẩm, còn lại là 189 tấn dùng để đầu tư và cất trữ trong nhiều nền tài chính khác nhau. Iridium. Iridium được tìm thấy đa số ở châu Phi, thuộc nhóm kim loại quý hiếm nhất trên thế giới và có mức giá không phải ai cũng có thể sở hữu được. Iridium là một trong những kim loại quý hiếm nhất của vỏ trái đất, với sản lượng hàng năm chỉ khoảng 3 tấn. Iridium là một kim loại cứng, màu trắng bạc, thuộc nhóm platin, là loại kháng ăn mòn tốt nhất, thậm chí là ở nhiệt độ cao khoảng 2.000 độ C. Iridium cũng được ứng dụng cho các ngành y học, điện tử, ô tô, cũng như các mặt hàng tiêu dùng khác
như bút bi, đồng hồ và la bàn. Với khả năng chống ăn mòn cao, iridium được dùng trong các nồi nung làm tái kết tinh của các chất bán dẫn ở nhiệt độ cao, các điện cực trong sản xuất clo và máy phát điện nhiệt đồng vị phóng xạ được dùng trong phi thuyền không người lái. Trong công nghiệp ô tô, iridium được dùng làm buji đánh lửa. Bạch kim. Bạch kim được tìm thấy và sản xuất chủ yếu ở Nam Phi. Quốc gia này cung cấp khoảng 3/4 nhu cầu bạch kim của thế giới. Đây là kim loại đắt giá và cũng thuộc dạng quý hiếm. Bạch kim có màu trắng xám, khó bị ăn mòn, nhiệt độ nóng chảy lên tới 3215 độ F. Đặc biệt, bạch kim không gây dị ứng, do đó người có làn da nhạy cảm sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi sử dụng những món đồ bằng bạch kim. Bạch kim được dùng trong các ngành trang sức, thiết bị thí nghiệm, các điện cực, thiết bị y tế và nha khoa, các thiết bị xúc tác hóa học, điều khiển mức độ phát thải khí trong xe hơi. Bạch kim còn được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, lọc hóa dầu, màn hình LCD, kính mắt, thuốc chống ung thư, sơn, ổ đĩa cứng, các sợi quang và chất nổ. Bạch kim được giao dịch với giá cao hơn vàng và nó cũng quý hiếm hơn cả vàng. Urani. Nam Phi cũng sản xuất 23% sản lượng urani hàng năm của địa cầu. Đây là nguồn nguyên liệu chính dùng trong công nghiệp hạt nhân. Hai nguồn nguyên liệu chiến lược khác là chrome và mangan thì Cộng hòa Nam Phi cũng đứng đầu với 36% tổng sản lượng chrome và 33% lượng mangan của thế giới mỗi năm. Đó là những thành phần chính làm tăng độ bền của thép. Titan. Titan cũng là một thế mạnh của Nam Phi. Thứ kim loại chiến lược này nhẹ và bền hơn thép, được ưu tiên dùng trong kỹ nghệ hàng không và chinh phục không gian. Bên cạnh tài nguyên kim loại quý, Nam Phi còn là một quốc gia có nhiều điều thú vị. Là quốc gia có 3 thủ đô. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô. Pretoria với vai trò là thủ đô hành chính, Cape Town là thủ đô lập pháp và Bloemfontein là thủ đô tư pháp. Sự đa dạng văn hóa. Với một quốc gia có sự xâm nhập của nhiều nước tại châu Phi cũng như nhiều nước khác trên thế giới, Nam Phi có một nền văn hóa vô cùng đặc sắc và đa dạng. Nó được thể hiện qua sự khác lạ về âm nhạc, ẩm thực và sự phong phú của ngôn ngữ. Có nhiều loại động vật to lớn và quý hiếm nhất trên thế giới. Nam Phi có hơn 20.000 loài cây khác nhau, là nước đa dạng sinh thái thứ ba trên thế giới, chỉ sau Brazil và Indonesia. Ở quốc gia này còn có các loài động vật quý hiếm và to lớn mà nhiều quốc gia khác trên thế giới không có, như là loài đà điểu lớn nhất, loài cá mập voi lớn nhất, loài hươu cao cổ cao nhất, loài voi có vú trên cạn lớn nhất, hay động vật có vú trên cạn nhanh nhất, báo cheetah. Tất cả đều thuộc loại quý hiếm và có kích thước trọng lượng lớn nhất trong thế giới động vật. Nam Phi sở hữu cung đường rượu vang lớn nhất trên thế giới. Không phải Đức hay Pháp mà lại là Nam Phi mới là quốc gia chuyên trồng nho để sản xuất rượu vang dài nhất trên thế giới. Nó trải dài từ Cape Town đến Port Elizabeth với tổng độ dài lên đến 850 km. Khi đến với những vựa nho vô cùng lớn như thế này, bạn sẽ được trải nghiệm một thế giới rượu nho vô cùng mới lạ với cánh đồng nho mênh mông. Nam Phi, nguồn sáng của cả lục địa đen. Nam Phi được coi là nguồn sáng của cả châu Phi, châu lục địa đen của thế giới. Thật vậy, trong tổng số 207,10 tỷ kW điện tiêu thụ tại châu Phi mỗi năm, thì có khoảng 140 tỷ kW, tương đương với 2/3 lượng điện năng được cung cấp bởi Nam Phi. Lý do của sự việc trên cũng vô cùng dễ hiểu, bởi vì để tạo ra điện năng sử dụng thì chúng ta có 5 cách cơ bản, đó là nhiệt điện, thủy điện, điện năng lượng mặt trời, điện năng lượng gió và điện hạt nhân. Và trong khi điện hạt nhân yêu cầu của công nghệ quá cao, điện mặt trời và gió thì chưa mang lại hiệu quả lớn, còn nước lại là nguồn tài nguyên quý hiếm của châu lục xa xôi này, thì dĩ nhiên nhiệt điện là nguồn cung cấp lớn nhất của châu Phi. Mà để tạo ra nhiệt điện thì nguyên liệu chính không thể thiếu đó là than đá, thứ mà Nam Phi luôn có dồi dào. Đó chính là lý do của việc Nam Phi trở thành nguồn sáng cho cả một châu lục. Kinh tế. Với nguồn tài nguyên dồi dào, kinh tế Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất của châu Phi. Là một trung tâm sản xuất khu vực, đây là nền kinh tế công nghiệp hóa và đa dạng nhất trên lục địa.
Theo xếp hạng của Liên Hiệp Quốc, Nam Phi là quốc gia có mức thu nhập loại trung bình dù sở hữu nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nam Phi có một cơ sở hạ tầng hiện đại, hỗ trợ phân phối hàng hóa hiệu quả, tăng trưởng kinh tế thấp, tỷ lệ thất nghiệp cao, phân cách giàu nghèo đang gia tăng. Theo nhiều phương diện, Nam Phi là một nước phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển này chủ yếu tập trung quanh bốn vùng, đó là Cape Town, Port Elizabeth, Durban và Johannesburg. Ngoài bốn trung tâm kinh tế đó, sự phát triển rất ít thấy và tình trạng nghèo khổ vẫn hiện diện. Nam Phi là một trong những nước có tỷ lệ bất bình đẳng thu nhập cao nhất trên thế giới. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé!